Đi ra. Này, cô đi đứng kiểu gì đây? Chưa hết xe rồi đây này. Em xin lỗi anh ạ, tại em mải tìm đường quá. Lớn rồi, tham gia giao thông thì phải có ý thức chứ. Anh thông cảm cho em cũng đâu cố ý đâu ạ. Với cả vết xước này của anh nó bé xíu xiu à. Thông cảm ạ. Vấn đề ở đây là trách nhiệm, cô hiểu chưa? Việc này không chỉ ảnh hưởng đến cô, mà còn ảnh hưởng đến tài sản, thậm chí là tính mạng của người khác đấy. Khiếp, anh nói gì mà căng thế? Em cũng xin lỗi anh rồi mà. Xin lỗi mà xong à? Vấn đề ở đây là trách nhiệm, cô phải giải quyết hậu quả. Gì mà trách nhiệm với cả giải quyết hậu quả? Xe anh có bị làm sao đâu. Với cả cái lỗi này do cả hai bên. Thứ nhất, anh đỗ xe sai quy định. Thứ hai, anh đỗ xe mà không bật xi nhan. Em nói có đúng không? Cãi cố à? Tôi không cần biết nhá. Đường nhà tôi thì tôi đỗ, cô đi từ đằng sau cô phải tự quan sát chứ. Đường nhà anh mua đường này rồi hay sao mà nói là đường nhà anh? Nếu như mà anh đỗ giống mấy cái xe này đi thì em đâu đâm vào anh được. Thôi, không nói nhiều. Đây này, không tôi ở công an đấy. Thôi được rồi, nếu như mà anh không muốn hòa giải mà anh muốn gọi công an ấy thì để tôi nói cho anh nghe đây này. Theo điểm C khoản 3 điều 5 của luật giao thông đường bộ có ghi rõ, nếu ô tô đậu xe không đúng nơi quy định, không quan sát và gây ra va chạm nặng nề thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Còn nếu nhẹ ấy, thì sẽ bị xử phạt từ 3 đến 5 triệu đồng. Cô cái gì mà cô, anh đụng nhầm người rồi. Tôi là dân học luận xịt đét đây. Công an hay là tòa án, anh thích gọi ai tôi cho gọi vài người cho anh xem. Ê, chuột à? Mời ứng viên đầu tiên, Trịnh Phương Ly. À, em đi theo chị nhá. Đi theo chị. Em ngồi đi. À, vâng ạ. Em chờ một lát nhá, các sếp đang xuống rồi. Dạ. Duyên ha.